Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 65. Những đức cảm nhận được cái công đức niệm Phật và lực niệm Phật và trí tuệ niệm Phật thù thắng. Vì biết rằng là khi từ sáng mà những đức thức dậy lúc mà 2 giờ mấy 3 giờ ngủ một chút mà thức dậy rồi niệm Phật lễ Phật này kia, xong như cái sáng thứ 6 ví dụ đi, Như Đức làm việc là từ xuống nhà bếp lúc khoảng gần 4 giờ. Rồi xuống đó là Như Đức ốp sườn chiên cho ngày Chủ Nhật. Chiên ngày Chủ Nhật là Như Đức chiên suốt luôn. Xong rồi là mấy cô còn dọn dẹp bếp, nghe Như Đức tranh thủ chạy về tắm cạo đầu một cái, thay đồ. Xong một cái là qua ăn cơm. Ăn cơm xong nói chuyện, nói chuyện với cụ rồi đại chúng vui một cái. Xong rồi những đức tranh thủ đi qua Đại Tùng Lâm làm cái đám cho vào một bà cụ, bà mắc. Làm đám xong rồi những đức đi ra đạo tràng 4, những đức quay một động phim nói chuyện để cho Phật tử khắp nên thấy xác thực cái việc mình đang xây ngôi chùa đạo tràng 4 để khoảng 1.000 người ở. Người ta thấy, khi người ta thấy, người ta nhìn thấy làm xác thực, người ta cũng có những người ta cũng phát tâm cùng chung tay hòa thượng để xây chùa lợi ích cho chúng sanh thôi. Rồi đi một vòng về đến đây chia sẻ Phật pháp, thì quý vị thấy rằng là thời gian mà tính ra mà 8-9 tiếng đồng hồ để làm việc không một chút nghỉ ngơi luôn, không ngồi nghỉ ngơi được chút nào, làm việc suốt luôn mà vẫn khỏe, rồi đầu óc hoạt bát vui vẻ an lạc, nó không có đầu óc không bị đơ nha quý vị. Thì rõ ràng nhờ công đức niệm Phật. Nên Như Đức nói với quý vị nghe là mỗi lúc mỗi nơi quý vị cứ nhớ Phật niệm Phật đi. Quý vị bận tâm nặng nề lo âu thì nó sẽ đóng băng cái đầu óc quý vị luôn, căng thẳng. Còn khi quý vị niệm Phật là nó giống như nó được giải tỏa những cái nặng nề của thần kinh. Tại vì có người nghĩ thiện thì tâm mình an lạc, mà nghĩ A Di Đà Phật là nghĩ đại thiện, là nghĩ về đại giải thoát, nghĩ về lợi ích cho người ta thôi. Nên từ nó nghĩ A Di Đà Phật, nó sẽ phát sinh những trí tuệ cho mình, rồi nó phát được cái tâm lực, trí lực, nguyện lực của mình mạnh lên, rộng lớn lên. Từ ngay cái chủ nghĩa A Di Đà Phật thôi mà nó lợi ích rất là lớn, lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nên á, mỗi một người chúng ta đến với cuộc đời này mà mình có thể gặp được pháp môn niệm Phật, mà mình tin, mình niệm, mình chân thật mình niệm Phật, mình tin Phật, mình niệm Phật, đây là cái hạnh phúc trong cuộc đời mình lớn lắm, hạnh phúc rất là lớn. Nhưng Đức thấy rồi, những vị như hòa thượng mình, các ngài tu nhiều chục năm vậy mà tâm lượng của các ngài càng rộng lớn, và
Đến tuổi 84 này mà các ngài còn phát tâm làm những việc ý nghĩa để lợi cho người sau này được hưởng nhờ cái ăn đức của các ngài. Thì quý vị biết rằng là nhờ ngay cái chỗ các ngài nhìn ra được cái việc làm ý nghĩa trong cuộc đời mà các ngài làm như vậy. Nên những đức thấy rằng là từ ngay câu Phật hiệu này mà từ một con người như những đức ở ngoài đời có nghĩ cái gì lợi ích cho người ta đâu. Thằng gì mà bây giờ những đức cũng nghĩ những việc lợi ích cho mọi người, làm những việc lợi ích cho mọi người để chân thật đem cái môn niệm Phật giới thiệu. Đó. Quý vị biết rằng là từ ngay chỗ niệm Phật mà phát tâm rộng lớn ra. Niệm niệm nghĩ gì người không có màng đến những cái việc mà ai nói gì, chỉ cần lợi ích cho người ta, làm những việc lợi ích cho chúng sanh là tự nhiên trong lòng thấy vui à. Nên quý vị thấy những đức giảng pháp rất là vui, nói chuyện vui, ăn cơm xong chọc Phật tử vui, qua đạo tràng nói chuyện các cụ vui. Có nghĩa là gặp người, người vui, tự nhiên nó an lạc, nó vui thì sao trong tâm mình. Mà càng niệm Phật càng vui nghe quý vị. Đây là 100% luôn. Càng niệm Phật càng sanh hoan hỷ, càng niệm Phật càng vui, càng niệm Phật càng an lạc. Đây là chính bản thân những đức xác thực 100%. Trong cái công việc những đức rất là nhiều, những đức còn chia sẻ Phật pháp. Nếu như mà bản thân những đức mà phiền não này kia, những đức chia sẻ Phật pháp là cái như quý vị lãnh đủ, người nghe lãnh đủ. Hoặc là những đức tức tối lên, những đức chửi bới sùm, hoặc là những đức đấu đá sùm, hoặc ai nói tới những đức tức tối gì, những đức nghĩ bản thân mình làm nhiều việc lợi ích cho người ta mà người ta còn nói mình này kia, mình tức lên. Nhưng mà không ngờ nhờ cái công đức niệm Phật thôi mà tự nhiên cái tâm mình an lạc vui vẻ. Giết rồi tự nhiên mình thấy tội nghiệp người ta thôi, chứ không có cái tâm mà mình chù ẻo tức tối gì với ai. Có nghĩa là rõ ràng đây là 100% lợi ích của cái công đức niệm Phật. Lợi ích của cái công đức niệm Phật rất là lớn. Nên á, mình mỗi ngày mình nhớ Phật, niệm Phật, mình nghĩ những việc thiện, việc tốt, làm lợi ích cho mọi người. Nên những đức mỗi lần mà gặp chúng trong chùa, mấy anh em từ xuất gia, rồi hàng cư sĩ, rồi các cô, các cụ, những đức đều nói rằng phải sống cho thật ý nghĩa để buổi ra đi nở nụ cười. Phải làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Đây là cái cơ hội giống như mình đi tu mà thờ hoàng kim cuộc đời mình. Đây là cái việc mình rất mừng. Nương vào cái đức của Hòa Thượng để mình làm những việc ý nghĩa. Rồi lây quay ngày lễ Phật đản đến nữa nè, Phật tử khắp nơi nơi người ta về. Bữa nay mùng 4 rồi, thì mùng 7 đồ này kia là người ta về ao ao rồi. Chiều mùng 7 đó những đức, buổi tối 6 giờ những đức chia sẻ Phật pháp, các đạo tràng tập trung và qua nghe đó. Thì quý vị biết rằng là cái nhân duyên được đi tu mà làm những việc ý nghĩa này, rồi mình lo cho các cụ được, rồi nhiều cụ, các cụ có những hoàn cảnh khổ này kia, mình lo cho các cụ được. Giống như bà cụ mớ mắt những đức làm đám đây, con cái cũng không có thương cụ, cụ được nương tựa Tam Bảo. Quý vị coi những ngôi chùa xây lên mà bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu người vui, người buồn, người có nguyện vô chùa, người bị con cái hắt hủi, cũng nhờ như vậy mà các cụ được nương tựa tu tập. Mà số lượng người ở rất là đông, những ngôi chùa rất thật là lớn. Quý vị coi chùa cao Phật lớn, đâu phải là chùa cao Phật lớn nào cũng là không làm lợi ích đâu. Nên mình mọi người phải nhận thức, nếu như xây được ngôi chùa cao Phật lớn mà cho chúng sanh người ta được nương tựa tu hành thì quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Đó. Nên á, những việc làm thì những đức thấy xác thực quá ý nghĩa. Mình ở đây mình thấy rõ ràng, nếu như bây giờ Hòa Thượng xây chùa cao Phật lớn mà không ai tu tập và không cho ai ở, những đức cũng không có hưng khởi cái tâm đâu quý vị. Nhưng mà mình đi đến đây mình thấy rõ ràng Hòa Thượng ngày làm, ngày cho người ta ở rồi, người ta được ở nương tựa tu hành, chứ ngài cũng ở cái giường như đức qua chỗ ở Hòa Thượng thấy rõ ràng nằm cái giường mấy cái gối vậy thôi. Tuổi già 84 tuổi rồi, quý vị coi ở cái giường vậy thôi, lo lắng kia cộm để mà xây dựng chùa chiền cho người ta ở người ta tốt. Ví dụ như cuộc đời mình đi, bây giờ bao nhiêu người cúng dường cho mình mà mình làm việc lợi ích cho người ta thì hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói với mình. Cái việc quý vị cúng dường đó nó lợi ích quá trời luôn. Vì làm cho người ta, đúng không? Còn nếu như mà người ta cúng dường cho mình mà mình không làm gì hết trơn thì cái việc này mình có lỗi làm có tội, gán chịu.
Nhưng mà người ta cúng dường, mà mình làm việc lợi ích cho người ta thì việc này ai có nói gì đi chăng nữa, mình dặn là tu duyên tu phước, nghiệp thì tiêu, phước thì tăng. Nghiệp thì tiêu, phước thì tăng. Đó. Nên á, mọi người chúng ta phải nhìn nhận được cái việc lợi ích xác thực. Thật sự mà quý vị, mình gieo một cái hạt giống mà đúng nơi đúng chỗ, nó cũng hạnh phúc, nó cũng ra qua kết quả. Tại vì hạt giống mình gieo đúng nơi đúng chỗ, đúng một mảnh đất phù sa. Nên những đức nói rằng là mình bây giờ, từ bây giờ cho tới hết cuộc đời mình, giống như mình làm việc cho Phật A Di Đà, chân thật làm. Giống như chùa mình là cái trạm tiếp dẫn chúng sanh về thế giới cực lạc, rồi lay quay chương trình khiếm thị đồ này như thế kia, đồ tổ chức bao nhiêu con người được về chùa. Thật sự thì chương trình khiếm thị như đức đã từng tặng máy niệm Phật nè, từng máy nghe pháp nè, nhưng đức đã chia sẻ Phật pháp cho họ nghe đầy đủ hết trơn. Có nghĩa là chúng sanh được về chùa mình đều gieo duyên nhỏ hết. Người phát duyên thì cố gắng tu tập niệm Phật, một đời này niệm Phật liền khổ được vui. Còn người mà người ta chưa phát tâm đó thì người ta cũng được gieo rồi. Giống như Đức Phật nói rằng người càng độ thì ta cũng đã độ rồi, người càng kết duyên ta cũng làm rồi. Có nghĩa là cả đời của Đức Phật cũng nhiệt tình làm như vậy. Mình học Phật thì cả đời mình cũng chân thật nỗ lực hết mình, mình cố gắng mình làm. Nên ai hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Mình cũng nói hết lòng để cho người ta hiểu. Người ta không muốn hiểu kệ người ta, không muốn hiểu kệ người ta. Thí dụ như những đứa coi lịch sử, như đứa thấy có những ông vua, ông bạo quân, ông không nghĩ gì người gian, không nghĩ gì ai, chỉ nghĩ cái sự hưởng thụ của ông không. Gọi là bá gia bá tánh mà kiêu ghiêu. Thì quý vị phải nhớ rằng kiêu ghiêu, quán thai, thí dụ như không biết tu gì thì gặp những sự mà người ta tàn hại mình thì kiêu ghiêu, quán thai, thì nó cũng đến, nó làm cho ông vua này tổn hết phước đức. Và tổn phước thì tổn thọ, thì ông có thể chết sớm. Nhưng mà sự kiêu ghiêu quán than đó, không hiểu sâu về nhân quả, thì mình cũng bị tổn phước. Tại vì học Phật thì mới hiểu được, còn không học Phật thì chúng ta thấy cái gì không phải là chúng ta kiêu ghiêu quán than vậy thôi. Mà đúng ngay ông này ổng ác, thì tự nhiên cái phước đức của ổng nó bị tổn rất lớn. Mà tổn phước, tổn đức rồi thì tổn thọ, mà chết sớm. Cái kỳ mất nước và chết sớm. Thì quý vị bị bá gia quá, bá tánh kiêu riêu ghê lắm, không đơn giản đâu. Nhưng nếu như một người, một ông vua mà ông làm việc thiện việc tốt, lợi ích cho mọi người, mà mình á chửi mắng, mình chu dập ông, thì nghiệp ông tiêu mà phước ông tăng lên. Mà quý vị chu dập ngay cái người ta làm thiện làm tốt, thì giống hệt như quý vị cầm banh, quý vị liện vô tường, liện mạnh thì nó dội chúng vì mạnh, liện nhẹ thì chúng nhẹ, mà liện mạnh thì chúng mạnh. Quý vị phải nhớ cái tác động nó không đơn giản. Nên mình cứ muốn tác động, mình phải suy nghĩ, mình phải tìm hiểu cho thật kỹ, đừng có tác động tùy tiện. Đó. Thí dụ như bây giờ chùa chiền của mình này xây bao nhiêu điểm chùa lên, bao nhiêu người già khắp nơi nơi được về ở, được nương tựa, được tu hành. Nếu như mà quý vị mà tự nhiên mình gặp những cái như vậy, mình Nam Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho quý thầy, quý sư cô có sức khỏe để nuôi những người già. Chỉ cần một cái câu như vậy thôi là mình đã có phước rồi. Có duyên có phước rồi đó quý vị. Tại vì người ta làm việc thiện việc tốt mình không làm được, mình Nam Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đều có sức khỏe để lo cho nhiều người, lo cho nhiều chúng sanh, thì mình có duyên có phước rồi. Có duyên có phước. Nhưng mà mình gặp những cái việc ta làm thiện làm tốt nhưng mà mình không hiểu gì, mình tác động vào, không đơn giản. Cái những đức thật sự, những đức cũng không ăn thua gì những đức. Nhưng mà tại sao những đức thường giảng chỗ này? Vì mong cho họ nghe để bản thân của họ có khi. Mình đâu có muốn người ta tạo tội đâu quý vị. Người ta thích tạo kệ người ta. Nhưng mà mình cũng chân thật hết lòng để mà mình chia sẻ. Đó. Nếu như quý vị tác động ngay một cái chỗ mà nó thiện quá, nó làm nhiều việc tốt quá mà tác động vô, không đơn giản. Nó không đơn giản đó quý vị, cái quả báo nó kinh khủng lắm. Nó đến với mình rất là nhanh. Tại vì quý vị tác động vào cái chỗ thiện thì cái phước đức quý vị sẽ mất sạch.
và bệnh đau thọ mạng quý vị sẽ bị ảnh hưởng, gia đạo tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn đó. Nên á, chúng ta là toàn là người phàm mắt thịt không, có những chuyện người khác làm ta phát tâm làm sao mình cũng không hiểu, nhất là những người mà có sức ảnh hưởng với công chúng. Thôi nếu mà người ta không phải thì thọ mạng người ta, phước báo thọ mạng kệ người ta, mình tác động vào. Nếu như bản thân của mình mà gì kiếm chút vật chất mình tác động vào, có khi mình không hiểu mà mình làm mình tác động không phải. Nhiều người người ta vào người ta chửi bới tầm bậy, nguy hiểm lắm quý vị ơi, cực kỳ nguy hiểm luôn. Cực kỳ nguy hiểm luôn đó. Nên á, mình chỉ cần là thấy người ta làm việc gì tốt việc thiện, Nam Mô Di Đà Phật. Dù một việc thiện việc tốt, người dù như hòa thượng ngày xây đạo tràng 4, mình không có tiền cúng dường đi, mình nghe tin thầy nói gì, Nam Mô Di Đà Phật, mình tu tập, mình cầu nguyện, con cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho hòa thượng có sức khỏe, cho chúng tăng có sức khỏe, mọi việc suôn sẻ, để xây hình thành một ngôi chùa đạo tràng 4, 1000 người ở, từng đời người được nương tựa tu hành cầu giải thoát. Chỉ cần một câu vậy thôi quý vị đã có phước đức rất lớn à. Chứ không phải nói cái chuyện mà ai kêu gọi quyên góp cũng là tội lỗi không đâu quý vị. Bao nhiêu cái kiện chùa ở cái đất nước Việt Nam chúng ta mọc lên, cũng bao nhiêu con người khi phát động xây dựng cũng nêu lên cho Phật tử khắp nơi biết để cùng chung tay. Đâu phải việc làm đó làm là tội lỗi đâu quý vị. Vì họ cũng cực khổ, họ cũng xây dựng, họ cũng kêu gọi, nhưng họ cũng ở một cái phòng, một cái giường. Còn bao nhiêu con người cũng được về ở tu tập nương tựa, chùa là tổ ấm ta về mà quý vị, đúng không? Nên từ nơi đó mà mình gặp ai xây dựng, xây chùa chiền, tạo tự, tạo tượng Phật, bản thân mình dù không có tiền mình cũng chắp tay Nam Mô với Đà Phật, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho quý thầy, quý sư cô làm được suôn sẻ một ngôi giả lam, một pho tượng, một bộ tượng cho chúng sanh có chỗ gỡ gắm nương tựa. Có khi người ta gặp sự cố gì, người ta đến tượng Phật, người ta chắp tay, người ta cầu nguyện, con có cái khổ đó, con chồng, con vợ, con gia đình con hoặc chết trôi, chết gì chưa có cái tìm xác được, người ta cũng đến Phật Bồ Tát, tượng Phật người ta gỡ gắm, ta nương tựa, người ta cầu nguyện. Thì vì thấy rất rõ ràng luôn. Nên bản thân chúng ta là người bình thường, bình thường vì một gia đình của mình, mình đừng nên tùy tiện đưa vào những cái sự việc lời nói mà mình mà phê phán này kia, đừng nên quý vị ơi, nguy hiểm lắm, ghê lắm, không có giỡn đâu. Tại vì cái phước duyên lớn lắm người ta mới tạo một ngôi chùa, bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu Phật tử. Dù bây giờ về nhìn tượng Phật, người ta cũng nhờ cái ngôi chùa để xây lên, người ta nhìn được tượng Phật, cũng gieo cái duyên chủng tử Phật vô tâm người ta để đắc độ về sau. Nó không đơn giản. Còn nếu như cái tâm người ta tình chấp về vật chất mà người ta tình chấp nặng nề thì quả báo tự người ta chịu. Nên những đức thấy thời cuộc nhiều kiếp nạn chúng sanh, những đức mong rằng bản thân mình chỉ sẽ Phật pháp, khuyên người niệm Phật mình cũng nói những điều này, tâm những đức rất thoải mái với vậy. Nếu ai thích tạo nghiệp thì kể nó thôi. Nhưng bản thân mình là vai trò là người đem Phật pháp giới thiệu thì bản thân mình chân thật mình khuyên vậy thôi. Ai thích sao kệ người ta. Cả bản thân những đức người ta cũng chửi. Mà có nhiều Phật tử cũng nói à, thầy ơi, người ta càng chửi thầy thì người ta thì thầy càng nổi tiếng. Người ta càng chửi thầy thì chúng con càng thương thầy. Tại vì chúng con hiểu thầy, người ta không hiểu thầy. Đúng. Nhưng mà bản thân của mình phải càng hướng dẫn người ta. Có khi người ta gặp sự cố gì người ta nói, à lúc trước mình cũng nghe ông thầy không nói gì mà mình dẫn là chửi bới, mình dẫn làm hoài. Bây giờ quả báo đến với mình ô rõ ràng rồi. Thôi Nam Mô Di Đà Phật, con niệm Phật, con đã biết con sai lầm, con lỗi lầm. Nhà Phật nói câu quay đầu là bờ quý vị. Quay đầu là bờ. Trong cuộc đời nhân vô thập toàn, ai cũng có cái đúng mà ai cũng có cái sai. Không ai hoàn toàn đúng mà cũng không ai hoàn toàn sai. Không. Mỗi một cái tâm nguyện đều có cái lợi ích, cái tốt cho chúng sanh là được rồi. Người ở chùa tu cũng có cái tốt, người đi ngoài đường cũng tốt, người ngồi gốc cây cũng tốt. Chỉ cần có tâm tu, có tâm niệm Phật là tốt. Người một đời giải thoát cũng tốt, nhiều đời giải thoát cũng tốt. Ở cõi đời này độ sanh cũng tốt, về cực lạc quay lại độ sanh cũng tốt, như thế nào cũng tốt. Quý vị làm thiện cũng tốt, quý vị phát tâm quý vị làm ác nó cũng tốt. Vì sao?
Vì bị phát tâm quý vị làm ác, nó khảo đảo người làm thiện để coi người thiện là thật sự không. Giống như cái tâm muốn hướng Phật thì phải có ma để thử thách. Tốt. Nếu như vị đạt đến trình độ đều là tốt. Quý vị nói khuyên người cũng tốt, quý vị không nói câu nào niệm Phật cũng tốt. Nếu như bây giờ người niệm Phật không thì cũng không ai biết được cái việc lý luận đó. Nên người lý luận cũng tốt. Nên mình nghe pháp một vị thầy giảng thì vẫn có những văn tự dạy mình tốt. Hôm nay mình nghe ông thầy này giảng chạy chỉ mình tu cũng tốt. Đừng bao giờ đem quý thầy này lý luận quý thầy kia, quý thầy kia lý luận quý thầy nọ. Bản thân những đức lúc trước cũng như vậy, càng ngày tu càng ngày càng giảm. Những đức cũng mong người tu của mình càng ngày càng giảm tạo nghiệp. Đó là tốt. Lúc trước những đức cũng thẳng lắm, những đức cũng cứng nhắc. Bây giờ bản thân của mình càng ngày càng giảm lại. Đó là tốt. Những đức mong rằng một con người tạo tội nghiệp, nghe đạo càng ngày càng giảm tạo tội nghiệp lại, càng ngày càng nhìn mình nhiều hơn, rồi đem những cái tội lỗi mình đem ra, đem câu Phật hiệu bỏ vào, vậy thì quá tốt. Nên mọi người nên trân quý được thân người và gặp pháp môn tịnh độ, cố gắng niệm Phật, cố gắng siêng năng niệm Phật để phát nguyện sanh cực lạc quý vị. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.